Cô giờ hết rồi hả? Lâu kìa. À, tự nhiên có mọi người giờ cho nó thôi à? Sao để mọi người vậy luôn? Không không không, đi đi. Còn thôi nữa thôi. Anh vui vậy? Em chưa nói gì quan trọng ra nghe mà anh vui vậy? Không, anh bị điên, anh bị điên. Thực sự thì rất là bất ngờ về bức thư bí mật đó. Thì thật ra cảm xúc của Thông khi mà nhận bức thư bí mật đó cũng không hẳn là một cơn mưa tiếp mát sa mạc, mà cũng không hẳn là không có tác dụng gì cả. Nó chỉ được một phần nào đó giải tỏa trong một ngày. Tại vì cái nội dung bức thư đó nó cũng không, gần như không giải quyết được gì cả. Nó chỉ mang tính chất là tạm thời cho qua. Lá thư tay mà em đã gửi cho Thông thì cái đó là em muốn Thông thoải mái hơn với em trong nhà này. Cũng như mình nói thôi. Sao mình nói thôi, hai đứa hiểu vậy? Cũng như là... Sao? Gọi không được. Em chào. Ủa giờ kìa. Ủa, không mà cuối cùng kết quả sao rồi? Anh đi chết rồi hả? Kết quả sao? Nhì. Nhì hả? Đi chưa? Nhớ lấy ngò nha. Dạ. Tường Linh và Bá Thông đi siêu thị mua thêm rau theo yêu cầu của Lê Na. Phần cơm bốc nữa để cho đẹp. À đúng rồi. Ai vậy? Quá đẹp luôn. Đi ra. Anh đúng rồi. Còn lấy rồi chứ giờ chụp hai đứa mà. Vô duyên. Dạ dạ. Đến thời điểm này bạn vẫn tự tin vào cái tình yêu của bạn? Có, chỉ có một người, đó là bạn Thương. Thương thì là một người con gái rất là dễ mến. Và đúng như là cái gu và cái tiêu chí mà em đã nói với ban tổ chức từ đầu. Nhưng Thương dễ mến ở cái chỗ là Thương rất là biết chăm lo, bếp núc rồi này nọ, biết lo lắng cho người khác, biết có sự quan tâm á. Nhưng mà để mà mình động lòng á thì phải còn nhiều yếu tố khác nữa, chứ không phải riêng về vấn đề đó. Hồi nãy là biết tấm này về đưa cho anh phải không? Ừ. Đúng không? Ừ. Thì đó là sáng như nhắn tin thì mình gì nó hơi bị quá lời cái kiểu. Ừ. Đúng không? Xin lỗi. Nói chung là anh có quyền thở rồi đó. Ừ. Ừ. Anh có quyền thở. Ok. Anh có quyền thở, anh thở, anh không sai gì mà làm những chuyện khác anh sai đó. Hôm nay anh có cảm thấy vui không? Không. Không à. Buồn quá vậy. Rất là buồn cho bản thân của anh và bản thân của Thành. Mọi thứ nó đang đi sai kế hoạch rất nhiều. Đúng rồi. Kế hoạch gì á? Cái vụ án gì vậy? Nói chung là gì thâm cung cái gì? Thâm cung biết sự. Thâm cung biết sự. Hồi nãy tính rủ em đi ăn hay chứ? Tụi em thương đi ăn. Có cháu có gọi nữa. Em muốn bóc quà với khán giả tặng anh không? Muốn. Anh bóc bà. Lên chơi Thương ơi. Lên phòng nghỉ chơi. Lên đây. Remote máy lạnh luôn. Quá trời luôn. Quà á. Cái gì vậy? Rồi áo sơ mi hả? Đẹp quá. Đảo quá vậy. Fan tặng á. Fan tặng á. Em mà ghi ảnh mặc ảnh này lên có da có tuổi không? Dạ anh bao giờ. Hay là tuổi mà. Nói gì vậy? Anh không, cái này cũng. Đây là kỷ niệm chương giải nhì. Chương. Đẹp hả? À cái này nữa nè. Cũng là kỷ niệm chương luôn. Ủa sao mà có hai kỷ niệm? Cái này là kỷ niệm chương của chương trình, còn cái này là giải nhì. Có một cái áo nữa. Áo trắng. À có một cái lá thư. Gửi đến anh Xuân Nghị. Đây là bức thư tình thứ hai em viết cho anh rồi nhỉ. Trời ơi ông sợ quá. Nè. Thôi. Thư tình của người ta mà. Tuyệt vời quá. Chúc mừng anh. Thôi đi xuống đi chuẩn bị đồ ăn với mọi người đi. Xuống đây, xuống chuẩn bị đi. Mọi người đi đâu hết trơn. Dạ. Anh tắm chưa? Tắm đi. Anh tắm rồi. Ống ngò luôn. Ôi vậy bây giờ mình mua thêm cái gì nữa? Cái đó là gì? Đồ ăn á, đồ ăn mặn, thịt á. Vậy gì giờ mình mua ở đâu? Đi cứ đi trên đường này thôi. Rồi xuống em. Xin phở thôi. Ôi giờ mua thì nó có gỏi. Đi. Ây da. Trong lúc Tường Linh và Bá Thông đi mua thêm đồ ăn cho bữa tiệc thì Hoàng Thạch lái xe đi mua trà sữa cho Lê Na. Đi gồng trà. Để em nghĩ. Đi gồng trà mua trà cho Na.
Nếu mà không đi Gông Cha mua trà cho Na thì chắc chết. Giờ bị ăn chửi cho chết. Chị ấy về nhà rồi. Ok. Trời ơi, ai muốn nó đẹp. Sao hôm nay có chủ đề quá vậy? Lỡ cấm hả? Ý chị cái ngồi đó đủ không? Kinh hài xuất sắc. Dạ làm bếp. Quay em làm phim riêng hả anh? Trong sao cái gì này 10 năm vô bếp một lần. Em xin phép mọi người em thử nha. Đó là thử hoài à. Thử nãy giờ thử mấy lần rồi. Có đâu. Bây giờ còn hỏi anh Nghĩa có máy quay không? Ăn miếng. Nghĩa không á. Ngon. Thơm. Cái ai cũng có đồ ăn tự nhiên mình đi quay vòng vòng mình nó có gì ăn. Hả? Không thử không? Em mang giá đâu được, anh biết anh nó đi. Ngon. Ngon. Nếu như mà Vi thay đổi vì cuộc chơi này thì em thấy cuộc chơi này rất là có lợi. Có nghĩa là để mình biết được tình yêu của mình thì đối với em cái sự đánh đổi đó là rẻ. Theo kinh nghiệm, không có kinh nghiệm tình trường nữa mà nói gì thì cũng quá, mà theo cái những gì mà Thông đã từng trải qua thì ngộ con gái sao nó cũng cái màu vui lắm. Cái kiểu mà mình càng tập trung vào họ, mình càng focus vào họ, mình càng chăm sóc họ thì họ lại có những cái phản bác, đúng nghĩa là phản bác ngược lại với mình. Nhưng nếu mà mình thực sự cool, mình thực sự làm lơ họ, mình chỉ cần nhấn nhá với họ là ok, là anh thích em, nhẹ nhàng vậy thôi, thì họ sẽ bắt đầu để ý mình những cái tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn. Hơi cay chút nhưng mà không sao. Tại không biết ăn ớt. Ngon mà. Sao anh thử hoài. Thôi anh cho anh thử nè. Thôi. Thôi cho anh thử. Nắm tay anh. Ngon không? Ngon chả không? Trời em làm. Em làm gì? Gia vị nó có sẵn. Được chưa anh? Được chưa? Ngon, giờ ngon rồi đó. Nhả dở. Để em quay. Em nấu canh này ngon lắm rồi. Cảm giác của anh lần đầu trong đời được gái đút bánh tráng cho như thế nào? Gái đút bánh tráng nào? À đúng rồi. Ý là không không xem là chị Linh là con gái. Thôi chờ không chờ tối này. Anh xin lỗi anh chị nhớ, tại anh mới ăn bị được đút ăn gỏi nên anh quên tí cái bánh tráng. Thì anh sẽ làm ba tăng đơ, anh sẽ pha cocktail cho mọi người. Ok. Sáng nay có một cô tắm vô phòng là tắm phòng trước vào đây. Cô tắm đi nè, cô tắm đi nè. Nhưng mà cô tắm không có dọn phòng của em á. Không phải, không dám vô. Không cần đâu, ngày mai anh thập dọn phòng cho em đi. Hôm nay anh cho phòng. Anh không dám vô, biết sao sợ mấy bạn ngại chứ anh không có ngại. Xin lỗi em xin lỗi anh em lỡ làm lộ. Anh uống không còn, uống thử đi, uống chung đi vui. Rồi mời cả nhà. Xin mời mọi người nha. Chúc mừng nghỉ nha. Ủa hôm nay tiệc của nhà mình là sao? Không có lý do. Chúc mừng nghỉ hả? Ừ. Hôm nay nói chung là nghỉ thi xong rồi, nghỉ cũng hết bận rồi. Cho nên là có thể trong những ngày tới thì nghỉ sẽ gần gũi mọi người hơn. Em thấy hôm nay anh Thạch tự nhiên đẹp trai lạ thường luôn á nha. Mặc áo bông. Bình thường mặc đồ cũng mặc áo thun hôm nay mặc áo bông. Có lạ ha. Ừ. Để anh là bông hay trái? Ê nói nè, mà hôm nay cũng khác ngôn lên một chiếc con rất là lịch sự nha. Con đã thay đổi rồi. Con người thay ta đổi ngày qua rồi. Tự nhiên từ ngày có người yêu á, tự nhiên nó thay đổi hẳn 360 không 180 độ. Giống như hoa vậy em, được tưới nước cái nó tươi. Ủa nhưng mà đồng ý chưa vậy? Hay là chỉ nói ngỏ lời thôi? Ừ anh vô duyên cái đó là tự nhiên sao thấy hoài nguyện. Bà cô này bà đâm, đâm một phát thì thôi rồi. Em mà như anh là em đi ngủ rồi đó. Nhưng anh Thạch thì đừng có nhắc đến hoa nữa. Cái người mà chỉ mua một bó hoa và không cho những bạn nữ khác một cánh hoa nào. Anh mang đi chợ mua thêm. Anh mang đi mua bông.
bông á. À, và hôm nay em phát hiện ra là có người chỉ mua 2 ly trà sữa và không có mua ly trà sữa cho tất cả các bạn nữ. À không, nói chung Thương em nói vậy là em không có cái ảnh hưởng gì hết. Linh, hai mình nói đi Linh. À, mình đi mua đồ thịt sườn nướng cho mọi người và mình phải đứng đợi rất lâu. Thế là bắt đầu mình phải đi taxi về, tại vì đi sao? Ủa mà em hỏi anh, đi tài xế đi mua 2 ly trà sữa. Tại sao lại đi chung anh lại đi về một mình? 2 ly hả? Có 2 ly thôi. 8 người mà mua 2 ly. 2 ly trà sữa. Mà 2 ly trà sữa. 1 ly và 1 ly. Bảo là phải đi bộ 1 khúc phải không? Trời, cái đi bộ một khúc. Cái thấy Linh bị chật giò mới đi con lắm taxi đi. Thế là về. Chăm chóng dữ vậy trời. Gà đi coi ơi. À miếng gì à? Đừng làm ăn nạc. Gà mà gọi là cục. Làm như một miếng gà. Không phải một cục. Mọi người muốn đi hát bài người vô hình không? Người bên em mà chẳng thấy em. Không thật. Người bên em mà chẳng thấy em. Cái đó là vòng một vòng trên đất mà. À, cái bài này còn trái đất hả? À? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, còn trái đất hả? Em ở đây anh ngồi kia. Công nhận nói chung là cái đó đâu. Hồi xưa em mới được học cái đó là đỉnh cao của bình luận. Bình luận rất sắc sảo. À, có ai hiểu không? Không hiểu đúng không? Không hiểu. Vậy có hai đứa mình hiểu thôi đúng không? Chị không hiểu. Không, giả na chị đừng có giả na chuyện gì đó hả? Sao bạn gái mới lớn mà 7 người không hiểu rồi. 8 người 7 người không hiểu. Có những người thông minh như mình. Vẫn còn rác mà nói với lại em nói gì. Nói gì đâu. Anh rất là thiệt lòng muốn hiểu được cái chuyện đó. Vậy hả? Vậy là nó là người vô hình thôi à? Đột nhiên nhớ tới bài hát người vô hình. Đúng rồi đó. Tự giác vậy là tốt với baby. Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua. Chỉ còn mấy anh uống á. Uống được không Phật? Giống học gì? Chỉ có đường không với được. Nãy giờ không uống á. Chị mời em hát đi. Em thấy không giống chút mũi gì hết á. Khi ai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời. Vẫn đêm mai ánh sáng long lanh, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đêm nay vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhưng những lúc đứng dưới mái trường xưa, cũng chỉ sẽ dưới cây chiếu mưa. Lối anh không còn phải đi xa đó nữa. Từ nay sẽ tầm đón ngày mai. Tầm tay cùng nhau chung bước đường dài. Như là hứa anh đừng nói nghe từng phút giây đầu. Chúng ta sẽ về chung một nhà. Hôm nay thì em thật sự vui khi mà nhìn thấy Thông cũng thoải mái giống như em. Thú thật là khi mà ban tổ chức chọn người vô trong nhà chung này, cái điều kiện để mà chia rẽ em và Vi, để cho em và Vi có thể ghen là không có. Có thể là về kinh tế thì các bạn rất là vững, nhưng mà về nhiều thứ khác giống như là tính cách rồi ngoại hình này nọ, cho cả nam và nữ chưa đủ mạnh để mà có sức hấp dẫn em và Vi. Và hôm nay anh chàng Cao Bá Thông tiếp tục hẹn riêng cô nàng Hoài Thương. Không biết anh chàng có ý đồ cái gì đây? Là anh chạy đường xa là thấy ẩm luôn á. Con em đi ăn về là anh dừng nó đúng không? Cái này dạ. Nhưng mà anh thêm gì nữa không? Dạ không, em nói được. Trời ơi, em tưởng mà chiều nay anh mà không có bệnh á là em với anh quay cái clip vậy chứ. Thì quay clip nhà đi, nhà thôi chứ còn thật sự là hôm nay đi bơi anh cũng cũng thích cho lắm. Sao vậy anh? Biết. Tại vì anh đã biết bơi, tại vì anh bị bệnh amidan á. Bơi nhiều là nó bị sốt à. Cũng dễ bị nhạy cảm cái đó đó. Anh hạn chế đi bơi chứ được ngồi trên bờ. Vậy anh đi đúng không? Thì chắc phải đi, cho mọi người đi, anh cũng đi. Em cực kỳ thích bơi luôn á. Thế à?
Anh chắc trên bờ ngắm vui không? Ngắm thôi là đủ vui rồi. Thế là anh đi. Em mới để ý đó, anh với em nhiều điểm chung lắm luôn á. Là hai cũng biết là quay phim nè, rồi dựng phim nè, đạo diễn luôn. Thì tội là anh làm mấy clip rất là lớn mà em làm mấy clip viral ở trên mạng thôi á. Ở em giờ sao rồi? Em tính sao? Nhà chung thì tính sao? Có chuyện gì anh? Em thấy sao? Thoải mái. Thoải mái hả? Ừ. Thoải mái. Bình thường á là em đi làm đến 8-9 giờ tối á. Xong em về nhà em ngủ. Nó có mình vậy thôi hả? Dạ, cứ với mình vậy thôi. Ủa em ở khúc nào ta? Em ở bên chỗ Hàng Xanh á. Hàng Xanh á, anh chợ gần kế bên nhau luôn nè. Ừ. Anh Plaza nè. Không mà em thấy anh Thông cứ dạo này đang hơi nhiều tâm trạng đúng không? Anh hả? Ừ. Thì cũng rất nói. Ừ. Vụ vi thấy gì không? Dạ. Anh có biết vụ gì không? Vụ gì hả anh? Để anh hỏi em trước hả? Dạ. Anh có biết Vi có nói gì không hay cái gì không? Nhưng mà Vi nói là Vi làm hòa lại với anh rồi mà. Làm hòa, tại sao phải làm hòa biết không? Bởi Vi nói là Vi nói chung là độc thân đến bây giờ thì cũng tiêu chuẩn nó hơi cao một xíu á. Ừ. Nhưng mà cũng không phải là anh không có hợp tiêu chuẩn của Vi mà là không phải mẫu người á. Nhưng mà em cũng không biết là mẫu người của Vi như thế nào. Còn muốn thì đã một xoái ca 30 tuổi biết quay phim, dựng phim, làm đạo diễn. Nhưng mà em nói với Vi là nếu mà tụi mới tiếp xúc một thời gian ngắn á, đâu có phải có nhiều người mình quen á, đâu phải là ngay từ đầu người đó đã là mẫu người của mình đâu. Tại bữa Vi tự nhiên cái ngồi nói chuyện với nhau, ngồi trước cửa nói chuyện với nhau kiểu mà ok đồng ý là bắt đầu mọi thứ bắt đầu mà tìm hiểu các kiểu á. Ừ. Cái quan hệ sao á, khác biệt, chắc anh hiểu lầm thì vậy hay như thế nào không biết. Mà nếu mà thật sự cho dù có chuyện gì sao, nếu mà Vi cứ nói vậy thì thôi, cứ chơi hết sức thử không được rồi thôi. À, anh vừa mới viết xong một cái ca khúc tặng Vi. Ừ. Viết xong rồi. Nhạc đó là anh tự làm luôn hay là anh có dựng trên bài nhạc có đó? Sẵn rồi, có sẵn nhạc. À. Nhưng mà có một cái câu cũng như là anh phải làm sao khi thời gian trôi quá nhanh và chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa. Nhà chung mà viết thời dịch cuốn sách của anh á. Vậy anh có thể lồng ghép một câu là em có một người bạn của phòng rất là dễ thương không? Thật sự cũng không ổn cho lắm. Ừ. Nhiều khi anh cũng nghĩ là anh muốn bỏ cuộc. Để anh chỉ cần tập trung với mọi người chơi vui thôi. Không biết làm sao, đang đắn đo lắm. Nếu mà anh thích tặng Vi thì anh cứ hát tặng thôi. Anh bữa anh vứt cái con gấu đi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thấy mọi người lúc nào cũng đau khổ mọi người. Trong đó anh lại gán giữ kỷ niệm này chi. Anh cũng sẽ đau khổ lắm mọi người thôi. Thì nên vứt đi, lúc đó anh quyết định vứt đi. Cái cộng với một sự mình nghĩ là mình đang có một niềm hy vọng mới. Nhưng mà nhiều khi á, cái đó là cũng là cái kỷ niệm cũ á. Mình đâu có phải nhất thiết mình vứt đi, mình không. Cứ cho vào tủ. Không được, tại vì tính là nhớ lắm. Ừ. Bị đau lòng, hỏi em chứ một cái kỷ vật hay tấm hình gì đó. Nó gợi lên rất là nhiều thứ dễ nhớ. Em thấy á, vứt vả nó là sự xác và không có nên. Tại vì đó là ngày nào anh cũng đi theo á. Anh cũng đem theo mà. Đi đâu cũng đem theo. Anh cho nó đi được rồi. Định dục ngoài biển mà thôi, nói chung là đây thì nếu bữa đó cũng mệt, chả biết dục đâu. Dục thì ghét luôn rồi. Nhưng mà em đưa lại con gấu cho anh sao? Em lầm lại hả? Bó tay nữa. Nói chung là anh vứt đi cũng được, hay anh làm gì cũng được. Nhưng mà em cảm thấy vứt nó vào thùng rác nó hơi bị khóa quá, có hiểu không? Dục có máy quay đâu. Thì em nói người ta mới biết đó chứ. Vì anh dục chỗ nào ai mà biết. Với một cái mối tình không được trân trọng, không còn cảm xúc gì nữa. Đến lúc đó anh đã xác định là dẹp đi, bỏ hết. Đừng quan tâm nữa. Trong là trong chuyện anh là em thấy là bó tay đúng không? Lúc đầu em cứ tưởng là anh Thạch với Na là cặp đôi bí ẩn đó. Đến lúc bây giờ là anh không cần theo là ai bí ẩn nữa. Là em biết anh suy nghĩ tới cái gì rồi. Anh không care là ai bí ẩn nữa rồi, mệt rồi. Anh ơi. Vô đi. Đi qua nhà anh Thạch đi bơi. Thì tụi em đi trước đi, anh chạy qua sau. Sao giờ? Anh đang lỡ dở này, chưa xong nữa. Nhưng mà nhớ lát qua, lát nhớ qua nha. Ok, vậy tụi em đi trước nha. Anh chỉ sau khoảng bao lâu ạ? Anh
không biết nữa, đang xong cái này còn bên ra. Nếu bác sĩ chạy mệt quá thì giờ anh đi cái xe thầu gì đó qua, xong bắt đầu về chung bọn em luôn. Okay. Nha. Em đi chung. Thì người nghĩ là trong nhà không có ai cả, người nghĩ là mọi người đã đi bơi. Gặp bên anh, bên ekip, em cũng nói một số vấn đề mà kín giữa em với lại bên ban tổ chức thôi. Ban tổ chức mời em vô trong cái game này, và em và Vi là người bí ẩn. Vô tình mình ngủ muộn, mình lên toilet trên lầu nên không có ai biết là mình trên lầu. Thì ở dưới có Nghị với lại bên một anh bên ekip thì có nói vài thông tin. Sau khi nói cái chuyện đó xong thì tự nhiên Nghị thấy Thông từ trên lầu đi xuống. Không biết là từ ở đâu, không biết là Thông đã nghe thấy câu chuyện mà Nghị nói với ban tổ chức chưa. Thì cảm thấy mình hơi bị hớ. Mình có thể đoán ra được điều gì đang xảy ra, và một phần nào đó, những gì đó bí mật của chương trình. Nói một cách bi quan thì nó là một cái sự áp lực hay tạo sự chán nản. Nhưng mà nếu mà nói theo một cách khách quan á, thì đó là một điều tốt để mình khẳng định lại những gì mình suy nghĩ và nghi ngờ mấy lâu nay. Thì nó khẳng định là khiến cho mình tự tin hơn với một cái kế hoạch sắp tới. Vậy bình thường, tại vì khi mà Thông tán tỉnh Vi thì tại vì cái điều mà trước khi vô nhà chung thì Nghị và Vi đã bàn với nhau là chuyện đó chuyện bình thường. Kể cả Nghị đi cua những người bạn gái khác thì Vi cũng nên bình thường. Và do tụi em đã xác định trước cho nên là không có gì mà phải ghen hay là chạnh lòng gì cả. Tại thật sự Thông đã vạch ra một kế hoạch là sẽ tỏ tình với Vi như thế nào, nhưng mà nói chung là cũng ngại ngại lắm. Thật ra ngại là vì vấn đề gì? Ngại vì vấn đề của Nghị. Mà thì sau này thì mình cảm thấy mình tự tin hơn, mình cứ chơi đi, bất chấp đi là ok. Tội á, có nghĩa là Thông có cảm giác sẽ bị quê. Em chắc chắn nếu như em là trường hợp của Thông, em sẽ bị quê. Tại vì giống như là bây giờ em đi cùng bạn gái của anh đi, đúng không? Rồi sau đó em bị từ chối, cái đó là đã quê rồi, đúng không?